Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước, mình đã ghé qua địa ngục dạo chơi để thám hiểm một xíu. Thế nhưng, vẫn bị những sinh vật kỳ dị nó săn đuổi các bạn ơi. Hơi bị ghê luôn. Đã vậy, mình còn phát hiện ra những cái con gấu bông robot cực kỳ kinh dị. Và các bạn có cho mình biết một thông tin nữa, những con đó là trong cái tựa game Five Nights at Freddy's gì á. Ủa, hy vọng là sắp tới chúng ta có thể kiểu như là không có bị giật lag khi mà khám phá những công trình của những cái con gấu bông đó ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit cũng như là mua unit toilet á thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha, link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì để mình tiến hành chuẩn bị một số món đồ các bạn ơi. Đầu tiên là mình sẽ enchant cái dụng cụ của mình lên nè, xương xương cho cây sẻng hiệu suất và chậm hỏng trước đi ha. Còn cây rìu thì mình sẽ lấy cho nó một ít hiệu suất để mình dùng cho nó tốt á các bạn. Tiếp theo đó, mình sẽ coi mình còn nhiều táo không, để mình làm táo vàng. Hình như mình không có nhiều táo các bạn ơi. Kiểu này thì phải mang vàng theo để dự trù rồi. Ví dụ mà mình lượm được táo thì mình sẽ chế tạo táo vàng ha. Trời, thì bây giờ cũng sắp tối rồi. Hôm nay là dự kiến là mình sẽ đi khám phá ở trên thế giới thường để mình tìm kiếm cái vùng rừng rậm các bạn ơi. Bữa giờ thì hệ thống hàng rào nhà mình nó cơ bản là an toàn, nhưng mà mình muốn thêm một cái lớp hàng rào tre nữa cho nó chắc cú ấy. Mà bây giờ thì trời cũng tối rồi. Thay vì đi ngủ thì mình sẽ coi thử làm một cái đường đào kim cương đi. Kiểu như một cái đường đào mỏ các bạn, ở ngay phía dưới cái nơi ở của mình luôn. Để mai mốt mình muốn đi tìm khoáng sản á thì mình chỉ cần dùng cái đường đào này là được ha. A few moments later. Ê khoan các bạn ơi. Ê con man, man the fuck nữa, đứng trước nhà mình. What? Nè, nó đây nè. Ok, mình sẽ đánh nó. Ý, cô kìa. Hàng gì nãy giờ mình nghe tiếng động lạ. Ồ, nó 300 máu lần các bạn ơi. Mẹ nó ơi. Ok, mình đứng cái góc này mình đánh nó được, hên quá. Hàng rào của mình chặn không cho nó bò vô các bạn ơi. Ê, nhưng mà cái xác nhân Vivili đã trở lại rồi. À, và hắn vẫn bị đơ các bạn ha. Ha, vậy đó. Ui, tới số rồi, kẻ xác nhân. Giỡn mặt hả? Không biết sao nữa, bây giờ cái tên này xuất hiện là bị đơ các bạn ơi. Ok, nhờ vậy mà mình có thể tiêu diệt được hắn dễ dàng ha. Ok. Ui dồi, công nhận màn đêm nó vẫn là một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn ạ. Ý là mình ở trong nhà nha, hồi nãy mà ở ngoài thì chắc bị cái con Man the Fox nó bụp rồi. Hên cho mình. Sau một lúc thì cuối cùng mình cũng đã xuống dưới này các bạn ạ. Nói chung thì ở cái tầng này á, mình có thể đào được kim cương theo nhiều cách lắm. Đào đường thẳng xong rồi chia ra hai bên nè. Cách này lâu lắm rồi mình không có dùng á các bạn ạ. Toàn là đi khám phá hang không. Nhưng mà trong này khám phá hang nó cực kỳ nguy hiểm luôn á. Thôi mình dùng cách này đi ha, cho nó an toàn hơn các bạn ạ. Chẳng tiện test cái cấp gia tài coi. Mới làm cái cấp gia tài, bữa giờ chưa có đào kim cương nhiều các bạn ơi. Nhưng mà phải nhớ cắm đuốc nha, tại vì trong này bọn quái nó sẽ rất dễ xuất hiện nếu như mà không gian tối á. Ủa cái tiếng gì vậy? Mình nghe được một cái tiếng gì đó các bạn ơi. Ở trong đây có những cái tiếng động lạ là điềm báo của những cái chuyện không hay đó. Ủa sao mình sợ có con nào đó nó mò mò sau lưng mình dữ ta. Bình thường không sợ nha, nhưng mà thế giới From the Fog này là sợ nha. Ok ok, mắt không thấy là tim không có sợ các bạn ạ. Ơi, Corp Stalker gì kìa các bạn ơi. What the hell? Ui, đằng kia có con gì thế ghê ơi. Ôi, mình có cắm đuốc mà ta. Trời ơi, con này 1000 máu lần. Hên là nó không có di chuyển được trong cái không gian chật hẹp này các bạn ơi. Mình sẽ thử lại gần nó coi. Ý cô kìa. Ok,
Mình đánh nó được không? Mình sẽ thử đánh nó. Không vậy. Quá tiêu. Ây da. What the hell? Ủa, cái tiếng gì nữa vậy? Ê, cái con cốp stalker này mình có thể đánh nó được các bạn ơi. Nó bị bất động rồi. Ủa kỳ ta. Mình đang để cho độ khó mà. Ủa. Ủa nhưng mà con này đúng ghê luôn á. Giật hết cho mình á. Ok, hạ nó lẹ các bạn ơi. Ngon. Ồ. Nó chỉ dọa mình thôi, nó không đánh mình. Được. Một cái nữa. Rồi, xong rồi. Trời ơi. Các bạn coi nè, cái đường đào mình cắm đuốc đàng hoàng hết trơn mà nó vẫn xuất hiện quái được. Không hiểu luôn. Quýu nha. Hồi nãy lấy mấy cái mũi tên ra đâu mất tiêu trơn luôn rồi. À đây đây, nó nằm ở đây nè, hàng gì không thấy là phải. Thiệt tình luôn á. Cái gì vậy? Ôi, con này là Kay the Weller các bạn ơi. À, hình như nó vẫn không di chuyển được. Mấy con này ở trong không gian hẹp nó không có di chuyển được các bạn. Vô đây. Ui. Giáp lá cà luôn. Kay the Weller hả? Kay the Weller. Ê, cái con Kay the Weller thì nó có thể di chuyển trong không gian hẹp được nha. Ủa sao hai con nó na ná nhau ta? Các bạn có thấy vậy không? Nó chỉ khác về cái lượng máu và cái khả năng di chuyển thôi. Ừ. Quỷ hên đó trời. Trời đất ơi. Nhưng mà nãy giờ mình chưa có tìm được kim cương nào luôn á. Có vẻ là hôm nay mình hơi bị xui rồi. Mình sẽ thử đi thêm một đoạn nữa ha. Mong là đừng có gặp mấy cái giống hồi nãy nữa. Để tôi yên đi. Làm ơn. Gì nữa đây? Cái tiếng gì nữa đây? Cái con này ở bên địa ngục nè. Mình sẽ bắn nó. Trả thù mới được các bạn ơi. Hôm bữa nó mới úp sọt mình. Con kia. Một cái nữa. Này thì ha, thứ dữ nè. What the you. Ủa ai chặn đường vậy? Ủa mình nhớ mình đâu có chặn đường lại đâu ta. Mà ai chặn cái đường lui mình thôi. Ê, ngày càng có nhiều chuyện bí ẩn ở dưới cái đường đào kim cương của mình nha. Đó đó. Mình bắt đầu hơi rén rồi đó các bạn ạ. Ngày càng nhiều điều bất ổn diễn ra. Thiệt luôn. Cứ nghe âm thanh lạ là mình bắt buộc phải quay lại liền á. Không là sẽ bị giật mình liền. Ừ mà hên. Sáng giờ. Ủa sớm giờ. Hình như không có Hero Bright hù các bạn nha. Này hắn sợ mình rồi. Hết hù mình rồi. Mình nghĩ chắc chúng ta nên từ bỏ sớm các bạn. Mình cũng muốn cố gắng lắm nhưng mà nó không có một chút hy vọng nào luôn. Dù chỉ là một quặng kim cương thôi cũng được. Mình sẽ thử đi thêm một đoạn nữa đi. Đây là cơ hội cuối nha. Không có kim cương nữa là đi lên liền luôn á. Rồi. Có vẻ là số mình không tìm được kim cương ngày hôm nay. Cái gì đây? Cái gì? Cái gì? Cái tên này. Ây. What? Ui đi lên mà cũng không yên nữa. Đứng tìm đi. Ui, cái thanh niên kia là Steve the Weller các bạn ơi. Hắn trong hình hài của Steve nhưng mà có cái miệng rất là ghê luôn á. Giống như muốn ăn tươi nước sống mình vậy đó. Thôi được rồi. Mình nghĩ là chúng ta nên tập trung ở phía trước. Quan sát ha, có con gì là mình chặn đường liền. Sau đó thủ thế chiến đấu. Oh. Ê. Ê, cái tên Vivi Lee này. What? Lần này hắn đã nổi giận rồi các bạn ơi. Hắn không còn đứng yên nữa. Qua đây, chui ở lỗ này đi. Mình set up cái lỗ này ác thiệt. Khắc chế những cái tên nguy hiểm như cái tên này. Ui da, ai da, mình cũng đang yếu rồi các bạn ơi. Một xíu nữa thôi, cố lên, cố lên.
mình có thể làm được. Này thì kẻ sát nhân nè. Ê, thêm ông già Noel thấy ghê nữa. Ông già Noel thấy ghê hả? Lại đây. Ủa, từ khi nào cái đường đào kim cương của mình là nơi tụ tập của những cái kẻ sát nhân thấy ghê vậy? Yêu, có cái đường ngắn ngủn hả mà gì đó. Không tin được luôn. Không ổn mà phải đi lên thôi các bạn ơi. Bây giờ không biết là ban ngày hay ban đêm nữa đây. Trời ơi, ban đêm nữa chứ. Áo nào, kiểm tra xung quanh nhà trước, có sinh vật gì nguy hiểm không? Ok, tạm thời thì có vẻ vẫn an toàn các bạn ạ. Ở đây thì mình có ít quặng, mình sẽ để vô cho nó nấu ha. Sáng dậy thì chắc là mình sẽ chế tạo một vài thứ để chuẩn bị cho chuyến đi này các bạn. Tại vì mình đi chắc cũng là vài ngày á, không ở nhà trong nơm nâu nè, cũng như là căn cứ của mình. What? Ê, ao, ui, cái con này, ôi nó đâu rồi? Ê, kìa, nó bầu vô cái phần nhà của mình các bạn ơi. Ôi, con này bao nhiêu máu vậy? Hồi nãy mình không để ý. Giờ mày bắn nó được không? Ôi, mày bắn nó được, ui, nó 1000 máu lần các bạn ơi, cận chiến không nổi đâu. Hồi nãy nó đứng yên thì được. Ừ, đứng được, đúng rồi. Ê, nó trèo lên được. Ê. Ủa, mày quá. Nó đã biến mất rồi. Hình như cái con đó là còn sót lại của cái đêm qua thì phải. Ừ. Cái ghê chưa? Mình mong phát hiện á là lỡ nó chui vô rồi nó làm gì đó, em nâu nhà mình là lúc đó là buồn không kịp luôn á. Nên là để quan sát được tình hình ở nhà, mình sẽ chế tạo một cái được gọi là camera an ninh ha. Công thức làm ra nó thì cũng khá là rẻ các bạn ạ. Mình sẽ làm một cái Universal Block Reinforcer. Công thức của nó thì cực kỳ đơn giản luôn. Sau đó thì mình sẽ cho một cái khối redstone vô. Đây, chế tạo khối redstone trước. Dục vô cây gậy này. Đó, là mình sẽ được cái redstone mà kiểu nó đổi màu rồi nè. Và từ cái này thì mình mới làm ra được cái camera ha. Mình cũng sẽ áp dụng cách tương tự để có thể tạo ra được cái Reinforced Glass ha. Đấy, hai thứ này là hai thứ cần thiết nhất thôi. Việc cuối cùng của mình đó chính là chế tạo số lượng lớn camera thôi. Ở đây thì mình sẽ làm tầm đâu đó cỡ 10 cái đi ha. Không biết có gắn hết không nữa, nhưng mà trước mắt là 10 cái. Kèm theo đó là cái màn hình camera. Ê, nhưng mà mình cần phải làm cái tấm kính đặc biệt này nè. Đó, bấm công thức của màn hình camera ha. Rồi, giờ thì lắp đặt camera thử coi. Một cái thì mình sẽ lắp đặt ở nhà để mình có thể quan sát được cái em nâu ha. Ở đây đi các bạn. Ok. Rồi, liên kết vô cái camera. Đó. Yes. Từ giờ mình đã có thể quan sát được em nâu ở nhà nè các bạn. Khá là hay luôn. Được thật sự. Tiếp theo thì mình sẽ lắp một cái ở trước nhà. Ở đây. Đó. Ok. Và mình cũng sẽ quan sát được ha. Quay, hãy công nhận là ý tưởng lắp đặt camera của các bạn rất là hay nha. Từ giờ là mình có thể quan sát ở bên ngoài mà không cần phải đi ra ngoài các bạn ạ. Cực kỳ tiện lợi luôn. Trước nhà thì chắc chắn rồi, cũng phải có một cái ở phía trên ha. Ngay đây. Đó, cắn vô. Ok luôn ấy chứ, quan sát hơi bị đã luôn nha, góc rộng các bạn ạ. Và bên hông thì mình sẽ lắp đặt mỗi bên một cái là đẹp. Rồi, một xíu nữa, vậy là mình đã có thể tự tin lên đường đi khám phá được rồi đó các bạn ạ. Mà ở nhà thì mình vẫn có thể quan sát được hết ha. Ê. Quay. Áo. Ê. Hắn núp ở dưới gốc cây, hắn đợi mình. Cái tên Vivili này. Ui, hắn xiên mình đau quá. Hình như hắn muốn trả thù những cái lần mà mình đánh hắn trong lúc mà hắn đang AFK các bạn ơi. Ui. Không ổn ơi. No. Đi chỗ khác. Ai. Ui. Hắn biến mất rồi. Mèn đét ơi. Đúng sợ luôn á. Không để yên tí thôi là bị hắn úp sọt liền. Rồi, và còn 4 cái thì mình sẽ lắp đặt ở đâu ta?
Để mình coi coi. Xung quanh nhà mình lắp đặt xong hết rồi. Chắc là một cái mình sẽ lắp ở trên nóc đi ha. Không biết trên nóc có lắp được không nữa. Chẳng hạn như khu vực này. Rồi, mình sẽ lắp đặt cam ở trên ha. À, ở trên gắn không được. Thì mình sẽ lắp ở ở đây đi. Chỗ nó hơi lạ anh xíu. Ủa cái gì đi. Lại thêm một tên sát nhân nữa. Ôi dồi ôi. Oh, what the heck? Ê, mình phát hiện có Hero Pride đứng dòm lén mình kìa các bạn. Hắn dòm vô. Tại sao? Tại sao hắn lại dòm vô cặp đào của mình? Wow. Tên Hero Pride này. Coi chừng tay nha. Rồi rồi. Mày xong rồi. Thiệt luôn á, hắn đã dòm vô cái cặp đào của mình rồi mà hắn còn gì đó. Cay thiệt chứ. Rồi các bạn thì hệ thống an ninh ở nhà vậy là xong hết các bạn. Mình đi ở nhà thì mình vẫn có thể check được cam các thứ. Khá là tiện luôn. Ngon. Giờ thì chắc là chúng ta có thể thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường được rồi đó. Hy vọng là trên đường đi thì chúng ta có thể tìm được một người bạn mới dẫn về nhà chung ha. Ngoài em Nâu ra thì mình muốn có thêm một người bạn ngựa các bạn ạ. Và mình sẽ đem theo một cái giáp ngựa và một cái yên sẵn dự trâu. Trước khi đi thì mình cũng sẽ lấy kiện rơm ra, làm thêm ít bánh mì làm lương thực dự trữ dọc đường đi các bạn. Được thêm một stack luôn à. Ngon. Rồi, vậy là gặm bánh mì tẹt ga luôn rồi đó. Tranh thủ lúc trời sáng lên đường cho nóng luôn các bạn ơi. Ra ngoài là cũng phải dòm ngó trước nha. Tại các bạn cũng thấy rồi đó, nhà mình nó bất ổn dữ lắm. Không để ý kỹ là bị hù dọa liền. Mới đi được một đoạn ngắn thôi, mình phát hiện ở đây có một cái khu chôn cất tập thể hay sao nè. Ê cái gì á? Ủa sao tự nhiên trời tối luôn rồi? Yêu. Ê thấy ghê nha. Ui chỗ này có điểm, chỗ này có điểm các bạn ơi. Không nên nén lại lâu đâu. Sấm xé các thứ luôn rồi. Ui không. Ui mình không thích điều này tí nào. Ồ ngon, con đó con xương thường. Thôi kệ nó các bạn. Mới khởi đầu hành trình thôi mà đã căng như vậy rồi sao? Gặp điểm báo rồi các bạn ơi. Cái gì nữa vậy? Ui mình mới thấy một cái sinh vật gì đó nữa. Nó đang dụ dỗ mới xuống hang kìa các bạn. Ôi các bạn có thấy nó không? Nó mới lượn ngang thôi hả? Nó màu đỏ, hơi đen. What the heck? Ê trong này tối lắm nha, đừng có nhảy ra nha. Ủa nó đâu rồi? Ôi mình không hoa mắt chắc luôn. Mình chắc chắn là mình đã gặp nó, nhưng mà mình chưa kịp nhìn thấy tên của nó thôi. Mình nhìn nó cũng khá là ghê rợn nha. Gì nữa đây? Gì hoài vậy? Mấy cái con này. Thôi. Khu vực này không an toàn lắm đâu. Nên đi tiếp lẹ các bạn ơi. Ê. Nè, cái con này gì nè. Ui, lần này nó đánh mình rồi các bạn ơi. Ui, nó đâu rồi? Yêu. Cái con này là Demonic Watcher. What? Coi kìa. À, nó mắc kẹt. Ôi, đâu rồi? Ê. Đây. Trời. What? Nó mạnh vậy? À. Nó có một tay thôi. Mà nó mạnh tới vậy hả? Ui, hên quá. Mình gặp cái con nó có 60 máu thôi hả? Ui, nó là Demonic Watcher. Nhìn nó giống như là cái con ở dưới hang các bạn, nhưng mà phiên bản một tay. Kèm theo đó là có cái mỏ rất màu đỏ rất là ghê ha. Ui không biết bây giờ mình đã lạc tới cánh rừng gì luôn rồi. Yêu. Mình phải tìm cách ra khỏi cánh rừng này lẹ thôi các bạn. Thấy ghê quá. Ủa? Ở đây là khu vực gì đấy?
Ồ, cái này quen quen các bạn ơi. Có những cái cục này nè, lúc mà mình đụng vô nó sẽ cho mình cái hiệu ứng gì đó. Đó, mình sẽ được hiệu ứng engage gì nè. She run it. What the hell? Ơi, gần đây có Sirenet. What? Ai? Ê, con xương này còn hù dọa ta nữa. Đi chỗ khác liền. Ui. Ôi, cái con này hình như khác cái con hôm bữa mình tiêu diệt các bạn ơi. Ui, nó ồn quá à. Mình phải giảm âm lượng của nó lại mới được. Yêu có cái đầu của nó kìa. Nay mình lại gặp thứ dữ nó rồi. Bạn ngại luôn nha mấy ảo. Ờ, nó có đánh mình không vậy? Ê. Ê. Ripper mình. Nó làm bốc hơi một cái một. Được không được rồi. Mình phải bắn nó từ xa các bạn ơi. Cận chiến là mình sợ là nó one shot mình luôn á. Bắn vô cái đầu nó được không? Không được, không được. Bắn vô cái chân nó thì được nha. Ok. Mình còn không nhiều mũi tên lắm. Cứ tranh thủ thôi các bạn. Mong là vẫn ổn. Ok. Có vẻ là vẫn đủ mũi tên để hạ được nó đó. Nhưng mà với điều kiện mình phải bắn hết lực nha. Yêu. Sợ thì chứ. Ủa không sao, mình thấy cái cánh rừng này là mình nghi nghi rồi. Hên. Ôi nó còn 100 máu cuối cùng các bạn ơi. Đi rồi, đi rồi. Một tí nữa. Rồi hết mũi tên luôn. Em liều luôn các bạn. Ai. Ê nó chạy, nó chạy. Ừ. Mình phải ăn trái táo vô các bạn ơi cho chắc cú. Cái này là phải làm liều đó. Hô máu với nó luôn. Sirenet nữa. Ok. Ủa? Ủa sao không có được gì hết vậy? Ok. Ôi trời ơi. Con Sirenet này cho đồ cùi bắp lắm các bạn à. Mình lỗ rồi, mình hết mũi tên luôn rồi. Lỗ nặng luôn chứ không phải lỗ thường nữa. Ây da. Gửi thêm Hero Pride đây. What the heck? Thôi. Như đã nói hồi nãy, chúng ta nên rời khỏi cánh rừng này càng sớm càng tốt các bạn ơi. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ sớm tìm được cái cánh rừng nhiệt đới thay vì là cái cánh rừng gây rợn này á. Ây da. Căng như dây đợn rồi. Nãy đi mình cũng vội quá, không có mang theo đồ ngủ các thứ. Ây da. Nên là giờ phải thức đêm thêm một đêm ở cái cánh rừng này rồi. Ồ, có trái táo, ngon. À quên, kiểm tra nhà cửa cái thứ. Ok. Chỗ của em nâu vẫn ổn. Ê. Ê, ở trước cửa. Ủa cái gì ơi? Ủa mình bị dịch chuyển đi đâu rồi? Ồ. Ê, hình như mình bị dịch chuyển đi đâu rồi các bạn ơi. Trời, người Ender ở đâu đây nữa vậy? Ây da. Oh no, mình không rõ đây là cái vùng đất gì nữa. Eo. Ghê ơi. Thôi tha đi mà. Nè có quá trời mấy cái buồn nhìn thấy ghê nè. Rồi luôn, hình như nãy mình đã lo check cái camera các bạn. Cái pho tượng đá nó dịch chuyển mình qua đây nè. Chứ đâu nữa. Thiệt luôn. Cay thế nhờ. Ôi, hình như đó chỉ là một giấc mơ thôi các bạn ơi. What the heck. Check nhà mình lại. Ok. Mọi thứ đâu đó bình thường lại nè. Ui thiệt nè. Trước nhà mình là Slenderman các bạn ơi. Trời, Slenderman là mù lò camera được luôn hả? Báo sao hồi nãy mình check cam thứ hai là mình phát hiện có Slenderman ở trước nhà. Nè, hồi nãy Slenderman đứng đâu đó ở góc này nè các bạn. Còn sinh vật nào khác không? Rồi làm hư camera nhà mình rồi. Ui, Slenderman thấy ghê rồi.
Nè, định làm người ta vô giấc mơ huyền ảo hồi nãy hay gì? Đâu có dễ. Phải cẩn thận mới được các bạn ơi. Thôi, tiếp tục hành trình rời khỏi cánh rừng kỳ dị này thôi. Thêm một cái chỗ có miếng khế ước đính hôn gì nè. Có rương luôn. Thêm một cái yên thôi à. Hết rồi. Bình thường đập cái này lâu lâu còn có quái ở bên trong. Ơ cái gì ơi? Ô no 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 no. Áo áo. Cái tên Vivi Lee. Ồ không. Hắn vẫn còn dí mình. Ê. Ui thêm con demonic cái gì nữa. Rồi. Ê. Cái con demonic watcher. Ok nó kìa các bạn. Ê. Không được, mình phải dám lá cài cho nó. Không thể chạy được. Demonic watcher hả? Cái con Vivili thì mình hơi sợ các bạn, tại nó nhiều máu quá. Còn con demonic thì mình solo được. Nên là chơi liều luôn á. Ui, Herobrine đang quan sát mình. Hắn vẫn dõi theo mình các bạn à. Không ổn rồi. Tần suất mình gặp mấy cái con kỳ dị ngày càng nhiều các bạn ơi. Căng thật. Ủa, ở đây có nhà của ai nữa nè. What? À không, một cái tòa tháp thôi. Có rương luôn. Mình xin một tí đồ. Bên trong thì không có con gì hết. Ui, cái tiếng này. Cái tiếng này có lẽ nào. Lại là cái con Siren Head các bạn ơi. Kìa. Mình đã gặp nó 2 lần trong ngày hôm nay rồi đó. What the hell? Come on man. Lần trước mình hạ nó, may là có cái cây cung các bạn. Mình có mũi tên mình bắn, còn lần này thì không có đâu mà bắn. Không biết là sao mình đánh lại nó nữa. Mình sẽ thử làm liều ha. Mình biết là nó mạnh hơn mình rất nhiều nhưng mà nó biến mất rồi. Yeah. Vậy thì đỡ phải chiến đấu các bạn ơi. Tin vui. Ok, tiếp tục thôi. Hay quá, vậy là chúng ta có thể đi tiếp rồi. Sau một đêm di chuyển thì cuối cùng mình cũng đã tới được một cái chỗ mà nó tương đối là ổn nè các bạn. Đây kiểu như là một cái pháo đài hay sao á. Mình sẽ thử tìm cái lối đi vô ha. Cái con này định đi theo ta làm gì? Ủa cái gì đó, Ê, mình biết nguyên nhân lắc rồi các bạn ơi. Là do những cái bức tượng này nè. Mỗi lần mà nó lại gần mình á là sẽ bị lắc. Hôm qua dưới địa ngục cũng vậy. Trời, con gì vậy? Ui da. Nó đánh là mình bị đói các bạn ạ. Con này. Ây da. Đó, tiêu diệt được cái bức tượng kia cái là đỡ lắc hơn rồi nè. Mình hiểu nguyên nhân lắc rồi. Ok. Mình sẽ vô công trình này trước á. Nãy giờ chưa vô được nữa. Ở đây nó có một cái khối gì đó. Trong này có rất là nhiều rương luôn. Cũng như là mấy cái thùng luôn nè. Sơ bộ thì cũng có đồ cho mình đó. Ở đây nó còn có cái gì nữa. Mình nhìn cái công trình này quen ta. Hình như đây là cái chỗ để mình lấy được một cái mảnh xương để sau này chúng ta có thể triệu hồi boss đó các bạn ơi. Nó trên đỉnh á. Đây, mình đang trèo lên bằng cái xô nước nè. Kìa, cái bộ xương kìa. Alright. Cũng được. Phát hiện mới ha. Yeah, vậy là mai mốt chúng ta đã tiến gần hơn cái việc triệu hồi boss rồi. Ok. Và hôm nay coi như là cũng thành công thoát khỏi cái cánh rừng kỳ dị ở hướng bên kia rồi các bạn. Wow, một đêm thôi mà mình gặp Siren Head 2 lần. Gặp cái con Demonic Watcher 3 lần. Và rất là nhiều con sinh vật khác trong cái chuyến đào test thử cái hang sau này đào kim cương á. Và cũng may là hôm nay mình đã sắm được một cái vàng camera từ cái gợi ý của các bạn á. Nói chung thì có cái hệ thống camera này. Mình có thể dùng nó để mình trông nom em nâu á. Để coi có con nào mà ăn hiếp em không á. Để có gì sau này mình còn trả thù á. Đấy, khá là ngon lành cành đào luôn.
Rồi, và hy vọng rằng sắp tới chúng ta có thể tìm ra được cái cánh rừng tre để chúng ta mang tre về và tăng cường cái lớp phòng thủ ở nhà ha. Công gia thi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong From the Fort. À, mà bạn nào có nhu cầu mua ạt, Flop Fruit cũng như là mua unit toilet á, thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Công gia thi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.